Atenov khuyến mãi tặng thêm 32GB để chào mừng ngày Quốc khánh. Chương trình áp dụng từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 9. Nhanh tay để sở hữu ngay một máy chạy Nord cho riêng mình. Atenov là đơn vị cung cấp máy tính chạy Nord uy tín hàng đầu Việt Nam với rất nhiều ưu đãi và hình thức thanh toán. Bạn có thể trả góp với lãi suất 0% đến 12 tháng. Mua ngay hôm nay để nhận được ưu đãi cùng với nhập mã VOS Channel để nhận thêm ưu đãi đến từ riêng kênh của mình. Hi, chào tất cả các bạn. Binance Network khác với Bitcoin, chắc chắn là như vậy. Và hôm nay, mình muốn chia sẻ một trong những quá trình phát triển quan trọng nhất của tiền mã hóa, đó chính là biến sự phức tạp thành đơn giản. Và Binance Network chính là như vậy. Bạn có biết một trong những lý do mà Tổng thống Donald Trump trước đó đã thắng cử trong cuộc bầu cử nhiệm kỳ Tổng thống là gì hay không? Donald Trump được rất nhiều người yêu thích. Họ sẵn sàng đứng ra bảo vệ Trump trước bất kỳ những lời nói tổn hại nào đến ông. Trong một vài phân tích của nhiều chuyên gia, họ chỉ ra rằng trong quá trình đi vận động tranh cử thì so với những người chính khách khác thì khi đến với buổi nói chuyện của Trump thì đám đông của ông cuồng nhiệt hơn, chăm chú lắng nghe ông hơn, và không khí vận động tranh cử ở những nơi mà Trump đặt chân tới gần như đều bùng nổ. Và khi nhiều người ủng hộ Trump đều phỏng vấn, họ đã nói rằng họ đến đây để nghe Trump nói về nước Mỹ, về những gì mà ông có thể làm, và họ yêu thích điều đó. Còn ở bên kia chuyến tuyến, nơi vận động tranh cử của những chính khách khác thì có phần im ắng hơn nhiều. Và để giải thích cho vấn đề này, các nhà phân tích đã chỉ ra rằng việc Trump có được sự ủng hộ mạnh mẽ và tạo nên bầu không khí như vậy là nhờ khả năng thuyết trình trước đám đông của ông tốt hơn ai hết, mà nhất là khả năng sử dụng ngôn ngữ của mình. Donald Trump thường biến những cụm từ phức tạp, khó hiểu hoặc mang tính chất hàm lâm trở nên đơn giản cho đại đa số người nghe, giúp họ có thể hiểu được những gì ông nói một cách trọn vẹn. Bởi vì bất kỳ chính khách nào cũng có rất nhiều tầng lớp xã hội, từ những người ở thành thị và những người ở nông thôn, và có cả những người già và trẻ em. Vì vậy, Trump luôn tìm cách để biến những từ ngữ phức tạp trở nên đơn giản để ai cũng có thể hiểu được. Ví dụ, thay vì nói pháp chế thì ông lại nói là luật, hoặc thay vì nói lao động thì ông là nói việc làm. Donald Trump dùng từ rất dễ hiểu, ai cũng có thể hiểu được. Còn những người khác thì một là họ nói quá nhàm chán, hai là những điều đó quá hàm lâm và phức tạp đối với đại đa số người nghe bình thường. Bởi vì thay vì họ nói từ công việc, họ lại nói chúng tôi thông qua đạo luật 578983, và không ai thật sự hiểu đạo luật đó là gì. Vì vậy, người ta thích nghe Trump dẫn dắt hơn. Và một người có khả năng truyền đạt một thứ phức tạp thành một điều dễ hiểu, làm cho mọi đối tượng người nghe, dù họ thuộc độ tuổi tầng lớp nào. Và Trump đã làm được điều đó so với đại đa số chính khách còn lại. Và không chỉ có Donald Trump, mà lịch sử loài người đã ghi nhận những thách thức của những nhà vĩ nhân trên thế giới là biến những thứ phức tạp thành cái đơn giản. Bạn có biết ngày xưa một chiếc máy tính, một cái TV hay một cái điện thoại di động to đến thế nào không? Nó thậm chí có thể to bằng một căn phòng và cách vận động phức tạp. Nhưng giờ đây, bạn có thể thấy một chiếc điện thoại hay một cái TV nhỏ gọn và mỏng đến như thế nào. Và một chiếc điện thoại di động thông minh có thể chứa đầy đủ chức năng nghe, gọi, hay là xem được cả những tin tức mà trước đó chỉ có trên TV mới có thể có. Bạn có thể nhắn tin, xem video như một chiếc TV, đọc báo như một tờ báo thật thụ và tìm kiếm thông tin trên toàn thế giới, và kết nối con người lại với nhau một cách nhanh chóng và dễ dàng. Nhưng mấy ai biết được rằng khi những phát minh đó ra đời, những con người trong xã hội thời đó vốn đã thích sự phức tạp hóa và đa nghi, cho rằng những chiếc điện thoại hay những cái máy tính hoàn toàn không có một chút hy vọng nào cho tương lai của thế giới. Thậm chí nhiều người nổi tiếng đã lên tiếng bác bỏ tiềm năng của một chiếc TV. Họ cho rằng không ai muốn ngồi trước một cái màn hình cả ngày cả. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, chúng ta có thể thấy TV xuất hiện ở khắp nơi. Có một câu chuyện tại Apple. Đó là những ngày trước khi Steve Jobs trình làng chiếc iPad đầu tiên trên thế giới. Đó không phải là một chiếc máy tính bảng đầu tiên của thế giới, nhưng iPad của Apple đã đặt nền móng và mở ra kỷ nguyên cho máy tính bảng. Nhưng bạn có biết, trước khi iPad được ra mắt, đã có rất nhiều nhà báo, thậm chí nhà phân tích nổi tiếng trên thế giới dành những lời lẽ không mấy kỳ vọng về sản phẩm lần này của Apple. Và họ cho rằng iPad là một thứ không cần thiết cho thế giới. Và vào ngày Steve Jobs trình làng chiếc iPad đầu tiên cho giới mộ đạo, những lời chế giễu đó vẫn không hề giảm đi. Họ cho rằng vào thời đó ai cũng đã có một chiếc điện thoại và một cái laptop. Vậy thì họ chẳng cần gì một chiếc iPad cả. Bởi vì chiếc iPad đơn giản là sự kết hợp cho một cái laptop có chức năng nghe gọi mà thôi, không hơn không kém. Và họ đã dự đoán với dù cho tiếng vang của Apple ở thời điểm đó thì cũng phải mất đến 6 tháng sản phẩm này mới có thể bán được 1 triệu bản. Và dự đoán đó
đã hoàn toàn không bao giờ trở thành hiện thực. Bởi vì chỉ cần mất có 6 ngày để Apple bán sạch 1 triệu chiếc iPad đầu tiên ra toàn thế giới. We call it the iPad. Nói về lần thành công này, Steve Jobs đã nói rằng tôi đã biết trước sự thành công của chiếc iPad. Bởi vì trước khi chiếc iPad được ra đời thì Steve Jobs đã đưa cho những đứa trẻ nhà ông sử dụng trước, nhưng ông không hướng dẫn nó bất kỳ những điều gì. Chỉ đơn giản là ông bày cho những đứa trẻ nhà mình chức năng bật và mở chiếc iPad. Và sau đó, vài ngày sau, ông trở về nhà và nhận thấy đứa con của mình đã dùng thành thạo được chiếc iPad mà không cần ai chỉ dạy. Lúc đó, đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi. Và Steve Jobs nhận ra rằng iPad chắc chắn sẽ thành công. Bởi vì iPad với một đứa nhỏ chỉ mới 5 tuổi nhưng không cần sự hướng dẫn nào cả vẫn có thể sử dụng được một cách thành thạo. iPad thân thiện, dễ dùng và tiện lợi. Vậy thì bài học rút ra được là gì? iPad là một công nghệ quá tiện lợi. Nó nhỏ gọn, vừa thuận tiện để đánh văn bản mà vừa có thể gọi điện thoại. Điều căn bản mà các nhà phân tích đó đã quên mất đó chính là thế giới sẽ ngày càng nhanh chóng và tinh gọn, và con người sẽ luôn muốn ngồi một chỗ để có thể điều khiển mọi thứ. Và chiếc iPad là sự tích hợp của những chức năng của một chiếc điện thoại nhỏ gọn và một chiếc laptop. iPad nhỏ gọn có đầy đủ chức năng nghe gọi, nó dễ dàng mang đi và không cồng kềnh như laptop. Nó có thể đem ra làm việc bất kỳ lúc nào và đóng lại rất nhanh chóng. Và thế đấy, thế giới càng ngày càng tiến bộ và những sản phẩm ngày càng tăng tiến. Các đặc điểm của những công nghệ này thường cụ thể là: thứ nhất, nó nhỏ gọn; thứ hai, nó nhanh chóng; thứ ba, nó tiện lợi; thứ tư, nó dễ sử dụng; và thứ năm, nó không tốn nhiều năng lượng, hay chúng ta cũng gọi là nó sử dụng năng lượng sạch. Và như mình đã nói ở đầu, mỗi chiếc điện thoại, một chiếc laptop hay một chiếc máy tính ngày càng trở nên nhỏ gọn, nhỏ và gọn hơn. Nó có nhiều chức năng hơn, nhanh hơn và tiện dụng hơn, và đó là xu hướng của tương lai. Bây giờ không ai sử dụng một chiếc laptop mà phải mất đến 30 phút mới có thể khởi động được, hay không ai dùng một chiếc máy ảnh mà phải to bằng một căn phòng để chụp được một tấm ảnh. Mọi thứ đang ngày càng nhỏ gọn và tiện lợi hơn. Và qua tất cả những ví dụ đó, bạn có thấy tất cả những điều đó nó giống với Bi Network hay không? Thứ nhất, Bi rất dễ sử dụng khi bạn không cần am hiểu về công nghệ tiên học để làm được. Bạn không cần phải nhờ ai bày cách sử dụng, và bạn không cần phải tốn nhiều tiền học thêm kiến thức để có thể sử dụng được Bi Network. Mà bạn chỉ cần biết dùng điện thoại, có nghĩa là bạn có thể dễ dàng kích được Bi. Còn Bitcoin thì bạn cần một chiếc cạc mạnh, nhiều tiền và phải am hiểu một chút về công nghệ thì mới có thể làm được. Thứ hai là về việc Bi chỉ cần kích mỗi ngày một lần, đó là sự thuận tiện và nhanh chóng. Và thứ ba là bạn không cần phải mở điện thoại cả ngày để đào Bi, và điện thoại cũng không tốn sức mạnh tính toán để giúp bạn kiếm được Bi. Bi không làm tốn điện năng cho điện thoại của bạn, như vậy sẽ không làm ô nhiễm đến môi trường. Còn Bitcoin thì phải sử dụng rất nhiều năng lượng. Mỗi trang trại để đào Bitcoin đều sử dụng quạt, điều hòa, tản nhiệt, nhưng vẫn không thể chống lại được sự nóng lên trong căn phòng đó. Đó là lý do vì sao mà một quốc gia như Trung Quốc đang có những chính sách hạn chế khai thác Bitcoin tại quốc gia này. Đó cũng chính là một trong những lý do mà mặc dù lúc đầu Elon Musk rất thích Bitcoin, nhưng sau đó ông đã quay lưng vì lý do đồng tiền này làm ô nhiễm môi trường nặng nề. Người ta ước tính điện năng sử dụng của Bitcoin trong một năm bằng với điện năng của toàn bộ nước Thụy Sĩ. Hãy nhớ rằng thế giới luôn tiến bộ và ngày càng nhiều tổ chức bảo vệ môi trường ra đời, ngày càng nhiều hiệp định và hội nghị ra đời ký kết và nhằm ngăn chặn sự nóng lên của toàn cầu. Đây là lúc mà năng lượng sạch mới là tương lai của thế giới. Hay nói cách khác, Bi là một phiên bản nâng cấp tiến bộ của tiền mã hóa. Bi xử lý giao dịch nhanh hơn, nó thân thiện với môi trường, dễ tiếp cận đến người dùng và dễ sử dụng. Và chỉ chừng ấy lý do đã cho thấy Bi hoàn toàn có cơ sở để trở thành ngựa ô trong lĩnh vực tiền mã hóa. Đó có nhiều hạn chế từ Bitcoin. Bitcoin có thể không mất đi, nhưng sẽ có những đồng tiền mã hóa sạch hơn, tiện lợi hơn ra đời và cạnh tranh với Bitcoin. Và Bi Network là một trong những ứng cử viên nặng ký đó. Vì vậy, so sánh việc Bi không được làm ra từ việc khai thác bằng cách tiêu thụ năng lượng thì không được coi là tiền mã hóa là một quan điểm đã lỗi thời. Giống như việc hàng chục năm trước đây, bạn nói rằng nếu xe không được chạy bằng xăng thì không phải xe. Và bạn đã thấy Elon Musk đã thay đổi quan điểm đó như thế nào. Hãy nhớ rằng thế giới luôn tiến bộ không ngừng và mọi thứ ngày càng được ưa chuộng hơn nếu nó đơn giản, tiện dụng, nhỏ gọn, tích hợp được nhiều thứ. Việc làm một cuộn chỉ rối dễ hơn là cuộn nó gọn gàng lại. Bạn muốn bước tiếp tương lai hay mắc kẹt mãi ở tầm kiến thức của quá khứ? Bi Network thế hệ Blockchain 3.0. Mọi lựa chọn phụ thuộc vào bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.